Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Em xin tự giới thiệu, em là Cảnh, chuyên cung cấp chiếc xe qua sử dụng, chiếc xe siêu lướt trên thị trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại nhau và trong một buổi báo giá cụ thể chiếc xe sedan đang có ở cửa hàng. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị cùng em để tham quan gian hàng của em đang có những sản phẩm nào để anh chị có thể nắm bắt được. Hiện tại thì cửa hàng có một số những sản phẩm cũng khá là quen thuộc, cũng lên sóng một số clip rồi. Thì em sẽ giới thiệu qua nhanh thôi để anh chị có thể nắm bắt được, cũng như là một số cái sản phẩm thì sẽ báo giá luôn để anh chị có thể cân đối luôn với anh chị nhé. Bên cạnh em đây là chiếc Kia K3 phiên bản máy 1.6 sản xuất là 2013, xe màu vàng cát, sản xuất là 2013, xe cũng trang bị khá nhiều đồ chơi, bộ mâm, la răng cũng như là một số tính năng option bên trong. Thì em có một clip quay chi tiết về sản phẩm này rồi, và hiện tại sản phẩm em đang chào bán tại cửa hàng là 435 triệu anh chị nhé. Dưới 435 triệu có thương lượng thêm. Một số cái xe thì em vừa cũng như là vừa mới về, cũng như là một số cái xe thì có một số clip đã lên sóng rồi, thì anh chị có thể nắm bắt qua. Đây là chiếc Mazda 3 phiên bản máy 1.5 sản xuất là 2015, kiểu dáng là hatchback anh chị nhé. Tầm tiền bây giờ mà mình trên dưới 500 thì mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này được, một trong những sản phẩm mà của nhà sản xuất đưa ra thị trường, nhỏ gọn, lành cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Sản phẩm này thì em đang chào bán cửa hàng là 515 triệu đồng. Ngày hôm nay thì em vừa về một cái sản phẩm mới, đó là chiếc Mazda 3 phiên bản máy 1.5 sản xuất là 2019, xe màu xanh camasai, một trong cái tông màu mà khá là nổi trội cũng như là sang trọng. Cái sản phẩm này của em là sản xuất 2019 nên được trang bị là cái hệ thống ghế lái là ghế chỉnh điện anh chị nhé. Ghế lái chỉnh điện, còn trên phiên bản từ đời 16, 17, 18 thì ghế lái chưa được ghế chỉnh điện. Đó. Thì cái sản phẩm này thì của em là sản xuất 2019 biển tỉnh, lăn bánh được đâu đó khoảng gần 2 vạn. Và em đang chào bán tại cửa hàng là dưới 640 triệu đồng. Dưới 640 triệu đồng. Có một sản phẩm này thì ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị cũng như là giới thiệu qua để anh chị có thể nắm bắt được. Tại vì sao? Nhà em thì tập trung làm những chiếc xe đời cao thôi. Nhưng mà cái sản phẩm này thì khách hàng bên em đổi các lại thì cũng khá là hợp lý trong vừa tầm tiền. Một chiếc xe Mazda 3S sản xuất là 2014. Cái form này thì thực sự là cũng rất chi là hay, nhìn trông nó cũng có cái điểm nhấn, như là ra ngoài đường thì anh chị có thể là thấy được cái vẻ đẹp của chiếc xe trong tại thời điểm những năm mà 12, 13, 14. Đây là một trong những siêu phẩm. Đó. Cái sản phẩm này của em là khách hàng đổi các lại nên chiếc xe đời cao hơn này. Đây là sản xuất 2014 phiên bản máy 1.5, xe màu đen, nội thất đen. Xe này của em là biển gốc Hà Nội anh chị nhá. Vì lý do là em để trên cửa hàng là em sẽ tháo biển ra. Đấy. Sản phẩm này của cửa hàng em đang chào bán là 420 triệu. Sản xuất 2014 thôi nhưng mà xe chạy cực kỳ chắc anh chị nhá. Đó. Có thời gian thì anh chị qua cửa hàng em trực tiếp ở đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội thì chúng ta cùng trải nghiệm và lái thử xe nhá. Hôm nay thì em có cái sản phẩm này cũng khá là ok này, để giới thiệu với anh chị một chiếc xe trong phân khúc hạng B mà cạnh tranh với cả Honda City này, Mazda 2 cũng như là Toyota Vios. Đó là chiếc Hyundai Accent. Hyundai Accent phiên bản máy 1.4 số tự động bản tiêu chuẩn, sản xuất là 2019, xe màu đỏ, nội thất là màu kem. Xe này của em thì đăng ký tên tư nhân biển tỉnh anh chị nhé. Bác nào mà mua về chạy dịch vụ khá là phù hợp. Đó, kiểu dáng thì gần như là không khác gì một chiếc Elantra cả. Cũng là một chiếc Elantra thu nhỏ rồi. Đó, bác nào mua về chạy xe hoa cũng phù hợp. Vì màu đỏ mà, tươi tắn. Sản phẩm này thì em chào bán là 505 triệu. Có thương lượng thêm nhé. Không khác một chiếc Mazda 3 đời 2019. Đây là người đàn em. Sản xuất là 2018. Xe tên tư nhân biển tỉnh, bên em rút hồ sơ sẵn rồi, cầm tay rồi. Đó. Thì anh chị có thể so sánh, một là mình lựa chọn một chiếc xe đời cao 19 có trang bị thêm là ghế chỉnh điện, hai là mình có thể trang bị mua một chiếc xe đời 18. Thì thực sự là hai cái option cũng khác gì nhau nhiều, về tính năng cơ bản là giống nhau. Sản phẩm này thì cửa hàng em đang chào bán tại showroom là 620 triệu đồng anh chị nhé. Đó. Một chiếc xe khá còn quen thuộc, Kia K3 phiên bản máy 1.6 sản xuất là 2014 này, xe màu trắng, nội thất là màu đen. Xe này của em thì đăng ký là gốc biển thành phố, một trong những sản phẩm là khá là phù hợp. Có nhiều cơ điểm, thời điểm trước thì em có thể chào bán chiếc xe này nó giá cũng khá là hợp lý
Sau khi thị trường lên thì em đang chào bán chiếc xe này là dưới 450 triệu đồng nhá anh chị nhá. Giá xe thì phụ thuộc vào thị trường, thời điểm. Tùy thời điểm, ví dụ như thời điểm mà khi mà dịch bùng phát này, cũng như thời điểm tháng Ngâu thì bên cửa hàng em có nhiều cái chương trình khuyến mại để làm sao hỗ trợ khách hàng lựa chọn một chiếc xe đang khá là phù hợp. Một cặp bài trùng của nhà sản xuất Toyota, một trong những sản phẩm siêu lướt cửa hàng em đang sở hữu được. Anh chị có thể xem những clip trước thì em có những cái chiếc xe ví dụ như là Toyota Camry 2.5Q ấy. Thì đợt này thì em về thêm hai chiếc, nhưng mà đây là bản 2.0G anh chị nhé. Đều sản xuất 2019 cả và đều là xe biển tỉnh anh chị nhé. Các bác nào mà ở tỉnh cũng như là đang tìm kiếm một cái sản phẩm nhập Thái Toyota Camry thì em nghĩ đây là một trong những sản phẩm cũng như là một trong những chiếc xe anh chị nên lựa chọn và cân đối. Cả hai sản phẩm này thì em đang chào bán tại cửa hàng là 1 tỷ 030 triệu. Cả hai sản phẩm với chiếc xe màu đỏ của em thì chạy đâu đó khoảng 5.000 cây thôi. Còn chiếc xe màu trắng này chạy hơn gần 1 vạn km. Đó, xe cam kết luôn với anh chị là gì, không có đâm đụng ngập nước tai nạn cũng như là không có tranh chấp kiện tụng về pháp lý anh chị nhé. Và đều thể hiện trên văn bản hợp đồng, chúng ta có thể đi ra ngoài hãng để kiểm tra bất kỳ đâu anh chị chỉ định. Hôm trước thì em đã mở bán chiếc xe Kia Seato 1.6 2020 này, bản máy Luxury. Hôm trước có khách hàng đặt cọc rồi nhưng mà vì lý do là không làm được ngân hàng, anh khách hàng mình nợ xấu thì em mở bán tiếp. Ngày hôm nay thì em mở bán tiếp với chiếc xe Kia Seato phiên bản máy 1.6 Luxury nhé. Sản phẩm này thì tại thời điểm bây giờ cửa hàng em đang chào bán với giá là 620 triệu đồng, dưới 620 triệu đồng, xe sản xuất 2020 nhé. Trong cái khuôn tiền 600 triệu thì anh chị có thể chú ý cho em là có chiếc Xpander nhé. Em có cái sản phẩm đấy thì cũng rất vừa tầm tiền trong cái khuôn tầm 600 triệu. Thì có lẽ là cái sản phẩm SUV thì em sẽ để dành cho một clip khác để giới thiệu với anh chị. Và chắc chắn rồi, xe bên cửa hàng em đều có cam kết, đều có thể đi check, đi test cũng như là có chế độ bảo hành cho mình. Hy vọng anh chị xem clip của em có thể để lại cho em một lời bình luận ở phần phía dưới để chúng ta cùng trao đổi. Cũng như là em có đường link dẫn mô tả để tham quan gian hàng, cũng như là Facebook cá nhân, cũng như là số điện thoại cá nhân. Thì anh chị có quan tâm sản phẩm nào thì alo cho em nhé, thì chúng ta cùng trao đổi và tư vấn làm sao em hướng dẫn, em sẽ lựa chọn anh chị một cái sản phẩm nó phù hợp để anh chị có thể sử dụng lâu dài, cũng như là tiết kiệm, phù hợp với tài chính của mình. Và em cảnh xin cảm ơn anh chị đã luôn luôn theo dõi, đồng hành cùng em. Một lời cảm ơn chân thành nhất.